Thanh Nhẫn và kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn ủng hộ những clip tin tức thời sự của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính ngày hôm nay. Tin Covid sáng 28 tháng 2, ca mắc Covid-19 tăng vọt, cả nước gần 87.000 F0 mới, có 58.680 ca trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng vọt, cao kỷ lục nhất từ trước đến nay, 86.990 ca, trong đó 24 ca nhập cảnh và 86.966 ca ghi nhận trong nước, tăng 8.996 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 58.680 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 11.517 F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Quảng Ninh 5.997, Lạng Sơn 4.960, Hưng Yên 3.225, Bắc Ninh 3.037, Nghệ An 2.941, Nam Định 2.764, Vĩnh Phúc 2.758, Phú Thọ 2.565, Sơn La 2.509, Tuyên Quang 2.350, Hòa Bình 2.298, Lào Cai 2.272, Hải Dương 2.226, Hải Phòng 2.114, Ninh Bình 2031, Đắk Lắk 2012, Bắc Giang 1999, Yên Bái 1994, Thành phố Hồ Chí Minh 1969, Thái Bình 1733, Hà Giang 1705, Thái Nguyên 1496, Quảng Bình 1351, Khánh Hòa 1260, Cao Bằng 1141, Bình Phước 1118, Điện Biên 1118, Bình Định 1048, Đà Nẵng 978, Thanh Hóa 859, Gia Lai 846, Hà Nam 818, Bình Dương 799, Quảng Trị 757, Phú Yên 749, Hà Tĩnh 742, Lâm Đồng 702, Bà Rịa Vũng Tàu 669, Cà Mau 547, Đắk Nông 512, Quảng Nam 462, Quảng Ngãi 669, Cà Mau 547, Đắk Nông 512, Quảng Nam 460, Quảng Ngãi 258, Tây Ninh 241, Bình Thuận 221, Thừa Thiên Huế 205, Bến Tre 202, Kon Tum 199, Bạc Liêu 143, Vĩnh Long 135, Đồng Nai 79, Kiên Giang 78, Trà Vinh 73, Long An 58, Cần Thơ 50, An Giang 27, Ninh Thuận 18, Đồng Tháp 11, Hậu Giang 6, Tiền Giang 6, Bắc Cạn 5. Trong ngày, Sở Y tế Phú Thọ đăng ký bổ sung 14.838 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin tại Phú Thọ. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Lạng Sơn tăng 3.960 ca, Quảng Ninh tăng 3.438 ca, Bắc Ninh tăng 996 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 67.986 ca trên ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.321.005 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 33.619 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.313.653 ca, trong đó có 2.409.095 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 532.303, Bình Dương 297.055, Hà Nội 259.100, Đồng Nai 101.130, Tây Ninh 90.175. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Hà Nội 18, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 20, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 2, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Hưng Yên 6, Bình Dương 1, An Giang 1. Về tình hình điều trị, trong ngày có 35.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.411.912 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.190 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 2 ghi nhận 94 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 17 ca, Nam Định 7, Bắc Giang 5, Bình Định 5, Thanh Hóa 5, Ninh Bình 4, Quảng Bình 4, Bạc Liêu 3, Bình Thuận 3, Đà Nẵng 3,
Kiên Giang 3 ca trong 2 ngày, Lào Cai 3, Phú Thọ 3, Quảng Ninh 3, Thái Nguyên 3, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Bà Rịa Vũng Tàu 2, Bắc Ninh 2, Gia Lai 2, Lâm Đồng 2 ca trong 2 ngày, Quảng Ngãi 2, Bình Dương 1, Cà Mau 1, Đắk Nông 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Hà Tĩnh 1, Hải Dương 1, Hòa Bình 1, Quảng Trị 1, Tây Ninh 1, Trà Vinh 1. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 92 ca trên ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.144 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 26 tháng 2, có 125.533 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 193.408.292 liều. Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, thuốc và test nhanh cháy hàng. Thưa quý vị, Việt Nam trong ngày hôm qua tiếp tục ghi nhận số người dương tính với SARS-CoV-2 gần chạm mốc 80.000 ca. Nhu cầu xét nghiệm, điều trị của người dân từ đây cũng tăng mạnh. Chỉ sau 24 giờ qua, sau 3 tỉnh, thành phố trên cả nước đã phát hiện thêm tổng cộng hơn 77.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Dù số người tử vong do mắc COVID-19 vẫn ở mức thấp, tình trạng số ca nhiễm liên tục tăng cũng phần nào ảnh hưởng tới đời sống cũng như kinh tế xã hội. Y tế cơ sở quá tải, thuốc, kit test cháy hàng. Trong báo cáo mới đây của Ủy ban Pháp luật về công tác phòng chống dịch COVID-19 thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách, cơ quan này nêu thực tế, do lượng người mắc COVID-19 quá nhiều khiến hệ thống y tế cơ sở ở nhiều nơi đang bị quá tải. Các nhân viên y tế đang phải làm việc với cường độ rất cao nhưng vẫn không thể đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, ở một số nơi, đặc biệt là địa phương có số ca mắc cao như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, người mắc COVID-19 điều trị tại nhà chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Nhiều người bệnh phải tìm các đơn thuốc trên mạng xã hội, chưa có kiểm chứng của cơ quan y tế nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của người dân. Đặc biệt, ở một số phường của Hà Nội, người bệnh phải ra trạm y tế để nhận và khai báo trên bản giấy, trạm y tế cũng không được cung cấp kit xét nghiệm mà người nghi nhiễm phải tự mang kit xét nghiệm đến. Nhân viên y tế chỉ thực hiện lấy mẫu giúp và khai báo kết quả. Theo Ủy ban Pháp luật, việc này gây phiền hà và làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Theo khảo sát của báo chí mới đây, nhiều nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội đang xảy ra tình trạng cháy hàng đối với một số loại thuốc hạ sốt cũng như kit test nhanh giá rẻ. Các nhân viên bán hàng cho biết, nhiều mặt hàng đã bán hết từ lâu, người mua ít còn sự lựa chọn. Thậm chí các loại thuốc dự phòng diễn biến nặng COVID-19, hạ sốt, tăng sức đề kháng, vitamin được giao bán rất nhiều trên mạng xã hội bởi những người không phải là dược sĩ. Trên nhóm Hội Nhà Thuốc, Quầy Thuốc Việt Nam, ngay khi có bài đăng của người dân muốn tìm mua kháng sinh, hàng loạt tài khoản đã giới thiệu giao bán Movinavi, Amentin, Abido. Nhiều tài khoản Facebook giao bán thuốc kháng sinh, phòng COVID-19, tăng sức đề kháng đều không phải là dược sĩ hoặc người có chuyên môn trong lĩnh vực y tế. Song song với tình trạng này là hiện tượng gom hàng dẫn đến khan hiếm, tăng giá kit xét nghiệm nhanh COVID-19, trong khi chất lượng không được kiểm soát. Theo Ủy ban Pháp luật, diễn biến dịch phức tạp, nhu cầu sử dụng kit xét nghiệm nhanh của người dân dự báo tăng cao, kéo dài, và việc 95% ca nhiễm nCoV điều trị tại nhà, người bệnh phải tự lo mọi chi phí là gánh nặng lớn với người dân. Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát về kinh doanh mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19 như thuốc điều trị, kit xét nghiệm, máy đo nồng độ oxy trong máu nhằm góp phần chấm dứt tình trạng loạn giá các mặt hàng này. Nguy cơ quá tải hệ thống y tế từ Omicron và yêu cầu về giải trình tự gen. Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tầm soát ngẫu nhiên tìm biến chủng Omicron trên địa bàn bằng xét nghiệm RT-PCR trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 17 tháng 2. Kết quả cho thấy có tới 70 trên 92 mẫu bệnh phẩm nhận kết quả dương tính với biến chủng Omicron, chiếm 76%. Tại Hà Nội, kết quả giải trình tự gen các ca bệnh mới đây cũng cho thấy 4 trường hợp tại Bệnh viện Bạch Mai nhiễm biến chủng Omicron. Mặt khác, thống kê của Bộ Y tế từ Tết Nguyên đán tới nay đang cho thấy xu hướng tăng lên nhanh chóng của các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Điều này đặt ra khả năng biến chủng Omicron có thể đang chiếm ưu thế tại Việt Nam. Song song với đó, tâm lý chủ quan cũng đã xuất hiện trong một nhóm người dân. Trả lời về việc liệu có thể coi biến chủng Omicron như một liều vaccine tự nhiên hay không, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khẳng định, việc nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 có thể tạo được miễn dịch cho cộng đồng. Biến chủng Omicron lây lan nhanh nhưng đa số người nhiễm không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ. Hiện chúng ta không thể và cũng không cần ngăn cản được triệt để sự lây lan của biến chủng này, từ
từ đó làm ảnh hưởng tới kinh tế xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần hạn chế sự lây lan và chấp nhận số ca nhiễm ở mức độ nhất định để không khiến dịch bùng phát quá mạnh. Nhiều người nhiễm nCoV có thể dẫn tới quá tải hệ thống y tế, số người chuyển nặng và tử vong cũng sẽ tăng lên, ông Phu nhấn mạnh. Do đó, vị chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn chưa thể thả lỏng trước tình hình dịch hiện nay và phải kiểm soát ở mức độ nhất định. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, cơ sở này đang tiếp tục giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm của F0 trong cộng đồng. Các địa phương được yêu cầu gửi mẫu bệnh phẩm hàng ngày về NISE. Trước đó, theo yêu cầu của Cục Y tế Dự phòng, NISE chỉ giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm từ những ca nhập cảnh. Liên quan vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu khẳng định, đây là việc phải làm nhanh để đánh giá mức độ dịch, xác định biến chủng nào của virus đang chiếm ưu thế trong cộng đồng. Sau khi xác định được biến chủng, chúng ta mới có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng tới công tác phòng chống dịch, khả năng lây lan ra sao, tác động tới diễn biến nặng, nhẹ ở bệnh nhân như thế nào. Cũng từ đây, hệ thống y tế mới có giải pháp đáp ứng phù hợp, ông Phu nói. Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp, dịch tại Hà Nội phức tạp. Trái ngược với tốc độ ghi nhận số người mắc COVID-19 trong cộng đồng, lượng bệnh nhân không qua khỏi trên toàn quốc từ sau Tết Nguyên đán vẫn được duy trì ở mức thấp. Tính từ đầu tháng 2 tới nay, Việt Nam chỉ ghi nhận 5 ngày số ca mắc COVID-19 tử vong vượt trên mức 100 trường hợp. Trung bình 7 ngày qua, số người qua đời do nhiễm SARS-CoV-2 là 90 ca. Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam đến nay là 40.050 người, chiếm tỷ lệ 1,2% tổng ca nhiễm nCoV. Trên thực tế, theo các bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tỷ lệ tử vong do SARS-CoV-2 chỉ tập trung tại nhóm người cao tuổi, mắc bệnh nền, phụ nữ có thai chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine. Hà Nội, địa phương có tình hình dịch nóng nhất trong thời gian qua, tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm nCoV đứng đầu cả nước với hơn 10.000 trường hợp chỉ sau 24 giờ. Theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch công bố sáng ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 283 xã, phường, thị trấn là vùng xanh, 222 địa phương vùng vàng và 74 nơi là vùng cam. So với một tuần trước, số vùng vàng tăng vọt từ 80 lên 222 địa phương. Đồng thời, 74 xã, phường chuyển cấp độ từ vùng vàng thành vùng cam. Số vùng xanh giảm đáng kể, từ 86,2% xuống còn 48,9%. Địa phương ghi nhận nhiều nơi có dịch ở mức độ 3 là các huyện Chương Mỹ, Đông Anh, Mê Linh, Long Biên, Hoài Đức, quận Nam Tử Liêm, Thanh Trì. Trong công điện ban hành ngày 24 tháng 2, lãnh đạo Hà Nội cho biết, những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố tăng nhanh, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, gây tâm lý lo lắng. Đã có tình trạng một số mặt hàng phục vụ phòng chống dịch tăng giá đột biến. Thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tuyên truyền đến người dân, nắm bắt các dấu hiệu nhận biết, quy trình, phương pháp điều trị tại nhà để chủ động, sẵn sàng các điều kiện cần thiết, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho các trường hợp chưa được tiêm, người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phụ nữ có thai, người không đi lại được, người yếu thế. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm vét mũi thứ 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Sở Y tế thành phố được giao đánh giá mức độ lây nhiễm với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố, đề xuất các kịch bản, phương án, biện pháp khi số ca nhiễm tiếp tục tăng thời gian tới. Xếp sau Hà Nội, một số địa phương thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và miền Bắc cũng ghi nhận mức tăng ca nhiễm cao trong thời gian qua như Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Dương. Bộ Y tế mới đây đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19, tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, hoàn thành trong tháng 2 năm 2022. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, ngay sau khi được cung ứng vaccine. Theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, cả nước chỉ còn 13 địa phương có mức bao phủ đủ liều cơ bản cho người trên 18 tuổi dưới 18%, gồm Cao Bằng 99,15%, Lạng Sơn 99,29%, Hà Giang 91,43%, Quảng Bình 91,76%, Trà Vinh 92,07%, Sơn La 97,82%, Hưng Yên 92,76%, Quảng Nam 92,55%, Tiền Giang 95,65%, Hải Phòng 98,44%, Thái Bình 96,58%, Bình Dương 87,89%, Thanh Hóa 81,74%. Tốn hàng triệu đồng vì phải test nhanh liên tục. Thưa quý vị, không chỉ thực hiện test nhanh mỗi ngày, chúng tôi còn xét nghiệm RT-PCR 3 ngày trên lần. Tôi cũng phải test thường xuyên vì công ty yêu cầu. Một người phụ nữ ở Hà Nội chia sẻ,
Số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn trên đà tăng mạnh. Lo sợ bản thân mắc COVID-19, không ít người dân sử dụng kit test nhanh thường xuyên để kiểm tra tình trạng sức khỏe dù không xuất hiện triệu chứng bệnh. Test nhanh mỗi ngày trước khi về nhà. MN, 29 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, chồng chị công tác trong ngành công an, thường xuyên phải tiếp xúc nhiều người. Vì vậy, mỗi ngày, trước khi trở về nhà, anh sẽ thực hiện test nhanh để đảm bảo an toàn cho vợ và con trai. Cách đây 2 ngày, chúng tôi đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Anh vẫn thực hiện test nhanh mỗi ngày như vậy. Ngoài test nhanh, chúng tôi còn xét nghiệm RT-PCR 3 ngày trên lần. Bản thân tôi cũng phải test nhanh 2 ngày trên lần vì cơ quan yêu cầu. Ai có kết quả âm tính mới được đi làm, chị N kể. Theo chị N, từ khi dịch bùng phát mạnh tại Hà Nội, gia đình đã tiêu tốn 5-6 triệu đồng riêng tiền cho kit test nhanh COVID-19. Gần đây, các loại kit test khan hàng, giá bị đẩy lên cao, chị phải mua loại kit test nhanh của Mỹ với giá 100.000 đồng trên kit, tăng 20.000 đồng so với trước đó. Chị mua hàng chục que test mỗi lần để sử dụng dần. Bị xoang đã lâu, khi thời tiết trở lạnh, DTH, 26 tuổi ở Hà Nội, thường ngạt mũi, ho. Đồng nghiệp tại công ty nghi ngờ cô mắc COVID-19 nên H phải test nhanh thường xuyên để những người xung quanh yên tâm. Bên cạnh đó, công ty của cô liên tục phát hiện F0 mới. Vì vậy, H cũng phải thực hiện test nhanh COVID-19 do có tiếp xúc. Trung bình cứ 3 ngày tôi phải test nhanh COVID-19 một lần. Nếu tôi đi công tác, công ty cũng yêu cầu test nhanh và khi trở về tiếp tục thực hiện một lần nữa. Kit test do nhân viên tự mua không được công ty hỗ trợ nên tôi đã tốn khá nhiều tiền cho việc này. Thực hiện test nhanh quá nhiều, tôi rất ám ảnh. Trong lần test gần nhất, tôi bị tổn thương mũi, chảy máu cam, TH chia sẻ. Chúng ta đang sử dụng test nhanh rất lãng phí. Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, ông đã đến 10 cửa hàng thuốc hỏi mua test nhanh, có tới 7 nơi không còn. Nếu có, giá kit test nhanh đều tăng. Chúng ta đang sử dụng test nhanh rất lãng phí. Có những bệnh nhân theo dõi tại nhà, ngày test đến 3 lần vào sáng, trưa, chiều, tối. Ngày nào cũng test để xem vạch T nhạt hơn chưa và khi nào âm tính. Một người dương tính thì cả nhà đều test liên tục. Người có triệu chứng test, người không triệu chứng cũng test. Thậm chí có gia đình không ai nhiễm nhưng test thường xuyên vì sợ hãi COVID-19. Bác sĩ Phúc nói, theo ông, những quốc gia có nền y tế phát triển nhưng khi đối mặt với biến thể Omicron, họ cũng rơi vào khan hiếm trầm trọng test nhanh COVID-19. Vì vậy, Mỹ kêu gọi người dân không xét nghiệm nếu không có triệu chứng. Florida đưa ra chỉ số tin cậy Trust Index xét nghiệm COVID-19. Theo đó, chỉ nên test khi kết quả mang lại giá trị cao, high value, và ngược lại giá trị thấp, low value, thì không cần test. Ví dụ, nhóm người cao tuổi mắc bệnh nền hoặc những bệnh nhân nằm viện được gọi là giá trị cao nên test nhanh. Nếu dương tính, họ sẽ được thay đổi kết quả chẩn đoán và phác đồ điều trị bệnh, áp dụng biện pháp phòng ngừa. Ngược lại, những người khỏe mạnh, không triệu chứng, học sinh và giáo viên, công nhân, nhân viên công sở sẽ được coi là giá trị thấp thì không cần phải test nhanh. Theo tôi, Việt Nam nên học cách làm của Florida. Có nghĩa chúng ta chỉ test nhanh những ca có triệu chứng hoặc nhằm mục đích chẩn đoán trong bệnh viện như phân biệt giữa viêm phổi do COVID-19 hay vi khuẩn, kiểm tra ở người có nguy cơ mắc COVID-19 sẽ chuyển bệnh nặng. Với biến thể Omicron, nếu chúng ta tiếp tục test nhanh tràn lan như hiện nay, không những rơi vào tình trạng khan hiếm kit test mà còn khủng hoảng trầm trọng tới nguồn nhân lực lao động, bệnh viện, trường học, các cơ quan công sở, nhà máy thiếu nhân lực nếu quy định phải test để bóc tách ca dương tính cách ly. Khủng hoảng tiếp theo là hệ thống y tế sẽ quá tải. Bác sĩ Phúc phân tích. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cho rằng việc test nhanh liên tục là không cần thiết. Người dân chỉ cần test nhanh khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, đau họng, đau ngực. Bác sĩ Thái cũng khuyến cáo người dân xét nghiệm nhanh nhiều lần, nhưng không đúng cách thì vẫn không phát hiện được virus mà còn gây lãng phí và tốn kém. Bên cạnh đó, việc này còn tạo cảm giác an toàn giả, dễ buông lỏng các biện pháp phòng bệnh. Ông Nguyễn Minh Lợi, Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế cho hay, Bộ Y tế đã nắm được thông tin hiện nay có tình trạng khan hiếm cục bộ và giá cả không thống nhất đối với kit test nhanh SARS-CoV-2. Đại diện Bộ Y tế nhận định thông tin từ các kênh cho thấy có hiện tượng đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý. Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để báo cáo Chính phủ xem xét đợt kit test xét nghiệm SARS-CoV-2 và mặt hàng bình ổn giá. Bộ cũng sẽ đăng tải các thông tin công khai giá, công khai kết quả trúng thầu, đăng tải công khai các sản phẩm đã được cấp số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, cũng như các sản phẩm bị thu hồi.